đã là một loài trong những bình luận năm nhận nhận nhất 18 cộng. You know, being a foreigner in Vietnam, I've had so many positive experiences. I've met so many amazing, awesome people. But at the same time, it's not all fairy tale and roses and flowers. It's fair to say that I've also had my fair share of negative experiences. And being a YouTuber, I tell you, it's drama. Oh Lord. Going to talk about the nasty people. Very few individuals that have the guts to send me some disgusting comments on my channel. You know, in a week I receive hundreds, if not thousands, of comments on my videos. So many of them, I tell you, majority of them have been overwhelmingly positive, encouraging, supportive, and I appreciate that. Then, these few ones that try to get on my nerves, I've tried to ignore them for so long, deleted so many of their comments, but they keep coming back and watching all my videos and dropping the same sensitive, stupid, ignorant comments. If you know me, if you know my channel, if you know the things I've done, you know that I adore this country, and in spite of all the things that has happened or that I'm still experiencing, with a very few in Vietnam, it doesn't affect how I feel about this country. My respect and my admiration of this country. So let's get that straight. These comments blew my mind, and you gotta see it to believe it. So let's get on this. Let's get on this. Comment number one. Người gì mà đen như cục than? Oh yeah. Bởi vì có rất nhiều người đã hỏi rồi, nên hôm nay Nam xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm rất đặc biệt. Nam Dance Black Magic. Nếu một ngày bạn cảm thấy buồn vì màu da của bạn trắng quá hay là vàng quá, các bạn đừng lo nha. Nam sẽ chỉ cho các bạn hướng dẫn làm cho màu da của các bạn đen như nào. Hãy lấy một ít phân đen và sau đó thêm một ít than, thêm một ít nước nữa. Và xài thoải mái cả ngày cả đêm. Sau 3 ngày, bạn sẽ thấy màu da của bạn sẽ đen như cục than. Comment number 2. Mấy ông da đen gốc Nigeria này về nước lê đi dùm tôi. Chính phủ Việt Nam nên hạn chế những người gốc phi này nhập cảnh. Việt Nam đang ổn định, giờ cho người châu Phi nhập tịch, sau này sinh con cả đống, không quản lý nói. Ý thức của họ gớm. Oh no. Oh, this is great. Oh wow. Okay. Bây giờ, Nam có lời khuyên cho mấy người này. Thứ nhất là, bạn ơi, Nam xin bạn, các bạn viết đàng hoàng dùm tôi được không? Nếu bạn muốn để bình luận, hãy cố gắng viết đàng hoàng cho người ta đọc được. Nếu các bạn viết tiếng Việt mà không giấu, làm sao mà hiểu được đây? Google luôn không duyệt được. Thứ hai là, các bạn ơi, đừng bao giờ so sánh một người với người khác. Mấy người gốc Phi, Nigeria hay châu Phi, tất cả chúng ta đều khác nhau. Giống như là tất cả người Việt Nam đều giống nhau hết. Không bao giờ. Comment number 3. Oh wow. Đã là một loài trong những bình luận năm nhận nhận nhất 18 cộng. Oh man, nên anh không biết trả lời sao. Nhưng mà ai cũng nghĩ vậy. Không phải người da màu nào hay người da đen nào có size XL.
Còn rất nhiều người có size S, size XS luôn. Lúc nào các bạn gặp người da đen nào, các bạn mang theo cái thước đỏ nha. Bó tài luôn. Comment number 4. This is this video, I receive a lot of backlash for making this video. You can eat food. Nice food, lovely food. I would take me like a two or quaka. Cái video này rất nhiều người đã xem video này và họ cũng không hiểu lý do tại sao Nam làm video này. Nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có một số người nước ngoài đến Việt Nam và thử món ăn Việt Nam lần đầu tiên. Một số người sẽ thấy rất là ngon, một số người sẽ cảm thấy rất là lạ. Đó là phản ứng tự nhiên và bình thường á. Nam cũng vậy. Nam ở Việt Nam mười mấy năm rồi nhưng mà vẫn còn nhiều món ăn Việt Nam Nam không dám ăn. Nam nói thiệt đây, không biết nói sao, tại vì nhiều người sẽ nghĩ là Nam chế giễu món ăn Việt Nam. Không phải, ở bên châu Phi luôn, Nam cũng có nhiều món ăn châu Phi Nam không dám ăn được. Có nhiều loại món ăn châu Phi nếu Nam đưa cho các bạn ăn, Nam chắc chắn các bạn sẽ bỏ dép chảy mắt luôn. Châu Phi là nơi Nam sinh ra. Hiện tại Nam đang sinh sống tại Việt Nam. Lúc nào đều có người giàu và người nghèo. Comment number 6. Nam is Muslim? Nah, I'm not a Muslim. I'm a Christian, but I have a lot of friends who are Muslims. I was taught never to discriminate against any religion. I have friends who are Buddhists, who are Muslims. I have friends who don't even believe in anything. I don't care about your skin color. I don't care about your religion. I don't care about whatever you do. As long as you're a good person, that's what matters to me most. Okay. Cái này rất là cười, mắc cười lắm á. Nhìn Nam giống ông trong phim, đến thượng đế cũng phải cười. Trời, mắc cười ghê. Thượng đế cũng phải cười. God must be crazy. Có rất nhiều người hỏi Nam có phải là cháu của ông diễn viên trong phim đó. Sao Nam biết được? Có giống không? Giống không? Chắc là chú, chắc của nhau. Chắc là gia đình đó. Nam đồng ý luôn. Chắc là gia đình của Nam đó. Cái tóc Nam là như thế nào? Tóc Nam là tóc tự nhiên nhưng mà thỉnh thoảng Nam sẽ xoay lại, xoay cho đẹp hơn. Có bạn nào muốn làm tóc này, liên hệ với Nam nha. Cuối cùng là Nam muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã ủng hộ kênh của Nam. Nam cảm ơn các bạn nha. Các bạn đã biết rồi là luôn luôn Nam sẽ yêu Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, chúng tôi có series mới nha. This is Việt Nam. Đây là series hài hước nhất á. Sẽ có những người bạn YouTuber luôn. Sẽ có Dustin nè, sẽ có người Wave, sẽ có CJ luôn. Sẽ có Phúc Mập nè, sẽ có Max McFarlane. Sẽ có rất nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam. Các bạn đón xem nha. This is Vietnam, bắt đầu từ tháng 7. Cảm ơn các bạn đã xem nha.